Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyện kể ở đại đội. Và ngay sau đây là câu chuyện Bát Cháo Hành của mẹ của tác giả Nguyễn Xuân Diệu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe. Chuyện kể ở đại đội. Và ngay sau đây là câu chuyện Bát Cháo Hành của mẹ của tác giả Nguyễn Xuân Diệu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe. Các đồng chí ạ, năm ngoái tiểu đoàn chúng tôi hành quân dã ngoại về thôn Hùng Cường, giúp dân bồi đắp con đê Hội Thống, một con đê sung yếu ở bờ nam hạ lưu sông Lam. Đang giữa mùa hè, nắng miền Trung đỏ trời, gió Lào hừng hực quạt lửa. Ấy vậy mà ai cũng vui, ai cũng hăng say làm việc. Ngày cuối cùng chúng tôi đang hăm hở sắn đất, chuyển đất hoàn thành công đoạn cuối. Bỗng mây đen chẳng biết từ đâu, ùn ùn kéo tới. Chớp xanh lè, rạch chéo bầu trời. Và từ những đám mây súng nước ấy, mưa chút xuống ào ào. Mưa miền Trung xưa nay vẫn thất thường như tính tình con gái mới lớn vậy. Chẳng cho ai kịp trở tay. Từ cán bộ đến chiến sĩ, không ai mang theo áo mưa cả. Bởi cả tháng trời nắng, bầu trời cứ là cao vời vợi, chẳng có đến một gợn mây. Cơn mưa bất chợt quá, lại nắng lâu ngày nên hơi đất bốc lên ngùn ngụt, ngút cả người. Chúng tôi ai cũng ướt lướt thướt. Làm việc đang hăng hái, gặp cơn mưa mát mẻ khỏe cả người, cánh lính chúng tôi ai cũng hò reo phấn khởi. Nhưng mà cuối buổi, vừa về đến nhà, tôi bỗng thấy mặt đất tròng trành dưới chân. Thế rồi tự dưng người nó cứ gai gai lạnh, ấm ấm sốt. Tôi lao vội vào giường trùm chăn kín đầu và cảm thấy toàn thân nóng rực, mà trong ruột thì cứ như có gió mùa đông bắc luồn vào. Mẹ Hà, chủ nhà tôi ở, lật đật chạy đến, đặt tay lên trán tôi lắc đầu. Ôi là! Con dầm phải mưa đại hạn đây mà. Khổ, không chừng con bị cảm hàn rồi. Thế rồi mẹ khóm gióm đi xuống làm gì đó lục cục dưới bếp. Một lúc sau cậu Hải, y tá đơn vị vừa ngoài đê về, quần đang ống thấp ống cao, mang túi thuốc chạy đến. Cậu ta nhíu mày, đặt ống nghe, nghe tim, nghe phổi. Thế rồi cặp nhiệt kế và thở ra, nói. Này, cậu sốt cao đấy. Chà, những 40 độ đấy nhá. Cậu bị cảm do trong người đang nóng, mồ hôi đang túa ra gặp mưa, nên lạnh đột ngột đấy. Ừ, thôi được rồi. Trước mắt là cậu phải cố ăn cho ấm cái bụng đã nhá. Thế rồi mới uống thuốc được. Tôi ngao ngán, nhìn suất cơm cậu ta vừa mang đến. Cũng thịt lợn rang, cá nục kho, rau xào, canh muống như mọi khi. Trời, ngày thường á, suất cơm thế này á, vèo một cái là tôi đánh sạch. Nhưng bữa nay không hiểu sao, cái miệng nó cứ đắng chát, không làm sao nuốt được. Y tá Hải đang dỗ dành tôi cố gắng ăn đi để uống thuốc cho khỏi. Thì mẹ Hà từ bếp bưng ra một bát cháo bốc hơi nghi ngút. Mẹ xoa đầu tôi, nói như nựng đứa con nhỏ. Mẹ nấu cho con bát cháo hành hoa. Hành tâm ấy mà. Mẹ lại đập thêm quả trứng gà vô nữa. Chà chà, thơm ngon đáo để đấy con ạ. Con gắng mà húp khi cháo đang còn nóng. Ngày trước thuộc thẳng hiếm hoi, gặp cái mưa đại hạn thế này á, các mẹ chỉ húp đại vài bát cháo này là khỏi thôi mà. Nhớ, con ơi, con cố nuốt hết bát cháo cho cái mồ hôi trong người nó vã ra thì đỡ ngay thôi mà, nhớ. Nào, quý cái công của mẹ nấu nào, nhớ. Thôi, gắng ăn đi con. Tôi lập cập ngồi dậy. Mẹ ngồi bên, bón từng thìa cháo cho tôi. Mùi cháo hành, mùi trứng gà, có cả mùi hạt tiêu bốc lên, thơm phừng phức. Ăn hết bát cháo, mẹ giục tôi lên nằm. Thế rồi, cẩn thận đắp chăn cho tôi kín cả đầu tới chân. Nằm cuộn tròn trong chăn, tự dưng mồ hôi trong người tôi túa ra,
ướt đẫm cả quần áo, ướt cả đầu tóc. Chừng 9 giờ đêm, mẹ lại giục tôi ăn thêm một bát nữa. Cậu y tá Hải thì cũng mang túi thuốc đến, cười khì khì. Này, cậu chén được cháo rồi hẳn. Ừ, thế chứ, khá lắm. Bây giờ chỉ cần uống thêm vài cái viên thuốc cảm này nữa là có thể... Này, có thể đi tán các em được rồi đi nhá. Nào thôi, chuẩn bị uống đi. Quả vậy, quá nửa đêm, người tôi tự dưng nhẹ nhõm hẳn. Cơn sốt cũng tan biến. Sáng hôm sau mặc dù còn hơi trống trĩnh, tôi đã có thể lên xe cùng đơn vị hành quân về doanh trại. Khi chúng tôi lên đường, mẹ Hà lặng lẽ đi đến, dúi vào cóc ba lô tôi một bọc tướng hành hoa và mấy quả trứng gà vùi trong chấu cho khỏi vỡ. Giọng mẹ hiền lành. Ồ, này, con đỡ rồi. Thế là mẹ mừng. Mẹ có ít hành đây. Ui, này, để giống từ năm ngoái đấy. Và mấy quả trứng con gà nhà mới đẻ. Ừ, con mang về đơn vị để anh em nấu cháo cho mà ăn nhá. Ừ, cái thứ hành hoa này à, mẹ biết là ở chỗ bộ đội các con là không có đâu. Ừ, thằng cả nhà mẹ ấy, ở ngoài đảo Hòn Mắt ấy, mỗi lần về cũng mang cả bọc tương ra cho anh em ngoài đó trồng. Này, cái thứ hành này mà bị cảm sốt, nấu cháo ăn vô đến đâu là biết đến đó nhá. Ừ, hay đáo để đấy con ạ. À, các đồng chí có biết không, về đến đơn vị, sau khi bàn bạc với trung đội trưởng, tôi mang gói hành của mẹ Hà chia cho các tiểu đội để anh em trồng trong vườn rau tăng gia của mình. Hành hoa vốn dễ trồng, chỉ cần 5 tháng là thu hoạch được cả lá lẫn củ. Chúng tôi lại mang giống đó cho cả đại đội trồng tiếp. Hơn một năm nay, chúng tôi đã thu hoạch được 2 vụ hành. Năng suất thứ hành này không cao bằng hành tây, nhưng mà giá cả nó lại cao gấp 5 đến 6 lần đấy các đồng chí ạ. Nấu, xào, cái rán cái gì ấy, chỉ cần giã ít củ cho vào chảo á, úi chà là thơm đến điếc mũi. Có những món ăn như là kho cá đồng này, thế rồi sáo thịt gà này, nếu không nấu bằng hành hoa thì vị ngon nó giảm đi trông thấy. Đấy, thế với lại lính ta vốn ngày đêm dãi nắng dầm mưa trên thao trường, lỡ có cảm sốt gì ngoài uống thuốc men, được ăn bát cháo hành vào người á, nó cũng khỏe. Ngoài số hành để lại dự phòng để nấu cháo cho anh em, đại đội còn cấp giống cho cả tiểu đoàn cùng trồng. Thế đấy các đồng chí ạ. Bây giờ thì ở đơn vị chúng tôi, bên màu xanh của đủ loại rau trong vườn tăng gia của đơn vị, đã có thêm màu xanh khiêm nhường của hành hoa. Những khi mưa gió thất thường, thủ trưởng đơn vị còn chỉ thị cho anh nuôi nấu thêm nồi cháo hành ngoài tiêu chuẩn để anh em ăn, đề phòng cảm sốt. Và mỗi khi bưng bát cháo hành nóng hôi hổi, thơm phương phức lên húp xì sụp, cánh lính chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên trìu mến, bát cháo hành của mẹ Hà. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này đến đây là hết rồi. Ở chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Thanh Tuấn, Phạm An và Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình này tuần sau.